Chào bạn, hôm nay một buổi sáng rất là tuyệt vời đúng không? Và các bạn thấy rằng là mình hôm nay thì mình lại khoe bạn cái áo tiếp. Mình đang mặc một cái áo. Cái áo các bạn thấy có cái chữ Beginning, là cái trung tâm đào tạo vận dụng nhân của mình. Cái chữ I love B, và các bạn thấy sau lưng không ạ? Sau lưng là cái cảnh nó rất là tươi trẻ. Vận dụng doanh nhân, đây là cái áo mà tất niên cách đây 2 năm trước. Beginning đã in và phát cho các bạn đi tham gia cái chương trình này, và mình rất là quý áo này nên bây giờ mình vẫn còn mặc. Tại sao hôm nay mình bắt đầu nói về cái áo và nó tôi kể à? Vậy bởi vì mỗi ngày chúng ta cần phải có niềm vui, người ra khởi nghiệp chúng ta cũng cần phải có niềm vui, niềm vui mỗi ngày chứ không phải ra khởi nghiệp các bạn áp lực. Rồi nhiều bạn ra khởi nghiệp cái mặt mày câu có lúc nào cũng áp lực, vậy thì làm sao được? Đi làm kinh doanh cũng phải là vui chứ, làm kinh doanh mà áp lực như vậy thì làm sao mà làm năng lượng đó mà làm. Nên là mỗi ngày phải vui. Có nhiều bạn có hỏi mình là có nhiều bạn thấy mình lúc nào cũng vui, mình cũng lúc nào cũng năng lượng, mình cũng lúc nào muốn tập trung mục tiêu mình làm, và các bạn hỏi mình lý do vì sao. Thì bây giờ mình kể các bạn cái câu chuyện này. Mình có một cái anh bạn, cái anh này anh cũng rất là tuyệt vời. Anh có một cái thói quen là cứ lâu lâu một vài tháng là anh alo mình có rảnh không, rồi bắt đầu anh chạy tới anh uống cà phê, rồi anh nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện A chuyện B chuyện C chuyện làm ăn, ok, rất là nhiều. Thì bạn cũng là người kinh doanh, bạn bạn đó cũng rất là tuyệt vời, bạn cái niềm vui bạn nó cũng rất là tốt, bạn luôn luôn vui và bạn luôn có cái cách để xây dựng cái mối quan hệ kết nối. Vậy thì cái hôm vừa rồi thì bạn cũng alo cho mình, nhưng mà hôm nay alo không phải là để tới uống cà phê, mà alo nói rằng là em mới mua một cái chiếc xe mới, cái chiếc xe con mới. Và thứ nhất là tới như nào, tới chở mình đi xuống cái khu ở dưới quận 9 để xem đất đai rồi luôn, tại vì anh biết mình là cũng hay mua đất đai ở dưới đó. Thứ hai là để khoe xe luôn, ok chưa? Thì trong quá trình mà đi á thì bạn mới nói là lúc đầu mà em mới mua xe về em vui lắm. Đúng, lúc đầu chúng ta có xe chúng ta vui lắm. Anh nói nó rất là vui, rồi chở gia đình chở vợ con hàng tuần đi ăn rồi đi thăm bạn bè này, anh nói là vui lắm. Tuy nhiên bạn nói cái niềm vui đó nó đâu kéo dài khoảng được 2-3 tuần rồi, rồi bạn thấy nó có gì nó không ổn. Nó không ổn cái gì ạ? Nghĩa là bạn 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 thấy nó không còn vui nữa, mà nó mang đến cái sự bực bội. Giải thì bạn bực bội gì ạ? Bạn có thấy rằng trời ơi, từ lúc mình có xe về mình suốt ngày mình đi xe, mình tiêu tốn thời gian cho xe quá. Cái thứ hai là đường thì kẹt xe ngồi chờ hoài. Cái thứ ba là rửa xe, bảo trì xe, rồi cắt xe. Bạn nói là những cái việc đó nó tiêu tốn thời gian của bạn, mà trước khi mà không có xe nó không có cái việc đó. Rồi bị công an thổi, ok chưa? Một số cái chi phí phát sinh nữa, gửi xe cũng cao hơn, đi đâu nó cũng nhiều hơn á, chi phí nhiều hơn, và bạn thấy là bạn mất thời gian rất nhiều cho cái việc đó. Thay vì lúc trước cái thời gian đó là bạn dành cho khách hàng, bạn dành cho công ty, bạn đi tìm khách hàng nhiều hơn, thì bạn thấy là bây giờ từ lúc có xe thì cái việc kinh doanh nó lại rối rắm ra, nó lại thì bạn bạn nói à nó không vui, nó không còn thực sự vui 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 nữa. Mà bạn nói là mình có cảm giác mình tự hào, mình tự sướng với chính mình thôi, chứ còn nếu mà nhìn công bằng lại là nó không còn vui 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 nữa, vì nó chó cái thời gian của mình quá, nó tiêu tốn nhiều thứ quá. Vậy thì bạn mới hỏi mình à, vậy thì cái niềm vui nó đến từ đâu? Ok chưa? Mình nói là niềm vui. Bây giờ mình đang phân tích mạnh nên là để các bạn hiểu được cái nguyên tắc cái niềm vui để mà mỗi ngày ra khởi nghiệp đều vui. Chứ phải mỗi ngày ra khởi nghiệp là áp lực. Niềm vui nó đến từ hai cái bên ngoài và cái bên trong. Ok chưa? Cái bên ngoài á là bạn vui gì ạ? Bạn vui nó ảnh hưởng bởi năm giác quan của bạn. Bạn nhìn thấy được, ôi nhìn thấy cái đó đẹp, nó vui. Ngửi thấy cái đó nó thơm mình vui, ăn cái đó nó ngon mình vui, sờ chạm đó nó đẹp vui. Tức là niềm vui bên ngoài là niềm vui nó đến, cái sự vui thú đó nó đến từ năm cái giác quan các bạn hiểu ra. Mà giác quan thì nó dễ chán lắm các bạn, là hôm nay nó vui ngày mai nó chán. Bạn ngắm cái hoa lúc đầu bạn thấy nó đẹp, nhưng mà vài ngày bạn ngắm nó hoài thì thấy chán. Đó là các bạn thấy là sự vật vật chất xung quanh nó luôn thay đổi. Lúc đầu bạn thấy cái điện thoại của Apple nó mới ra thì bạn thấy nó rất là đẹp, nhưng mà dài dài một thời gian thấy nó không còn đẹp nữa, bây giờ cần phải đổi máy. Nên đó là lý do mà người ta phải phát triển. Nên là cái niềm vui đó, nên niềm vui đến từ bên ngoài, niềm vui đến từ ngoài nó thay đổi liên tục. Và có hai có cái tiếp theo nữa là cái niềm vui nó đến từ bên trong, bên trong phía bên trong con người bạn á. Nó không bị chi phối bên bên ngoài,
Ok ạ. À, dù hôm nay trời rất là nắng nhưng mà trong người bạn nó vẫn rất là vui, nắng là cái bên ngoài thôi. À, dù hôm nay nó có bị áp lực rồi gì nữa thì mình vẫn có vui, tại cái vui nó đến từ bên trong mà. Vậy thì cái niềm vui từ bên trong đó là bạn phải thấy nó cái sự bình an, nó cái sự thỏa mãn, nó sự tràn đầy từ bên trong. Và muốn như vậy thì bạn phải luyện. Chúng ta luyện nó như thế nào ạ? Mình có cái cách luyện như thế này là chúng ta phải có sức khỏe mỗi ngày, và chúng ta phải biết được cái từ luyện gì. Một cái từ nó rất là quan trọng, đó là chúng ta phải luôn yêu thương và luôn gì ạ, luôn biết ơn, gratitude, biết ơn. Chúng ta phải luôn yêu thương và luôn biết ơn, hoặc là thank you, là cảm ơn, hoặc là biết và biết ơn. Love là tình yêu thương, biết ơn ai đó, gratitude, hoặc là cảm ơn ai đó, đó đó là thank you. Ok chưa? Nghĩa là mỗi ngày thức dậy thì chúng ta phải biết yêu thương chính cái cuộc đời của mình, chúng ta yêu thương những cái phút giây mình đang sống này. Thì nếu mà chúng ta yêu thương mình thì cái cơ thể chúng ta nó phải khỏe mạnh, nên là ngày nào mình cũng tập thể dục. Cái tập thể dục các bạn không? Cái tập thể dục cái cơ thể nó khỏe mạnh, nó nghĩa là bạn đang yêu thương cái cuộc sống của mình, bạn yêu thương từng cái tế bào của mình, bạn yêu thương con người của mình. Ok chưa? Tại vì bạn khỏe mạnh thì bạn mới giúp được những người người khác. Và khi bạn biết yêu thương chính mình á, là bạn không có hút thuốc, bạn cũng không có uống rượu. Các bạn không biết yêu thương chính mình là không có đi nhăn nhó, tại vì nhăn nhó là nó mệt. Biết yêu thương chính mình là không có càm ràm người khác. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Bởi vì mình biết yêu thương chính 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 mình, phải biết bảo vệ sức khỏe mình, phải luyện. Cái thứ hai là đi chơi với những người tích cực. Thứ ba là thiền mỗi ngày. Thứ năm là biết buông. Thứ tư là biết buông bỏ, buông xuôi đi. Tiếp theo nữa là đọc những cái quyển sách của những người mà họ đã thành công và họ biết mang cái yêu thương đó mỗi ngày. Và bạn truyền cái sự yêu thương đó, cái sự cảm ơn đó vào trong cái công việc khởi nghiệp của bạn mỗi ngày. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Không có phải áp lực là tự nhiên các bạn có khách hàng đâu, không phải vậy. Bạn phải yêu thương khách hàng thì bạn mới có khách hàng. Không phải bạn bực bội với nhân viên là bạn nhân viên đó làm việc việc tốt đâu, bạn phải yêu thương nhân viên và đối tác của chúng ta. Ok chưa? Đừng có thấy ngoài kia kẹt xe mà càm càm ram. Kẹt xe đó là cơ hội. Tại sao cơ hội? Mình kể bạn cái câu chuyện này trước khi chúng ta kết thúc cái module này. Hôm đó mình đi tắt xe Uber. Không, tắt xe Uber ông cứ ông càm ràm, ông ngồi trước ông càm ràm, ông cứ Sài Gòn lúc này kẹt xe quá. Ok, Sài Gòn rất là kẹt xe mình nói vì sao kẹt xe? Bởi vì đông người thì đông người mới có công ăn việc làm cho anh. Anh hình dung đi, nếu Sài Gòn này nó không kẹt xe, anh đi ra mấy cái thành phố vắng này, anh lên cái thành phố mới Bình Dương á, anh biết không, nó rất là vắng, nó đâu có kẹt xe lên đó, khách ở đâu mà chạy. Các bạn có những đứa bạn đi ra, tại sao Uber nó mở thành phố này mà nó không ra một cái tỉnh lẻ ở ngoài kia, ở ngoài tỉnh Đồng Hới, ở ngoài Quảng Bình đó, nó chạy. Bởi vì ngoài Quảng Bình đường rộng thênh thang, nó có kẹt xe thì ra nó chạy cho ai, người người ta tự chạy rồi. Các bạn vô thì khi mà mình nói vậy thì ảnh mới bắt đầu ảnh giật mình ra, ảnh kêu nếu không không có người đông như vậy thì làm sao mà có người đâu mà chúng ta chạy, đây là cái nguồn làm việc thức ăn cho ta. Và ảnh như vậy ảnh thầm cảm ơn, ảnh thầm vui. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Thay vì nhăn nhó thì hãy nhìn thấy cơ hội ở trong đó. Khởi nghiệp là như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.